Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vân. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị chiếc xe rất là hot của nhà Toyota. Đó chính là chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q màu đen, nội thất kem đang đứng kế bên em Vân đây. Và chiếc xe này là một trong những chiếc xe có số bán rất là tuyệt vời trong năm 2022. Và rất nhiều khách hàng đã đặt xe và chúng ta sẽ phải chờ một khoảng thời gian cũng khá là dài để có thể sở hữu được một chiếc xe sedan phân khúc hạng sang của nhà Toyota đang đứng kế bên em Vân đây. Vậy tại sao chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q này lại hot đến như vậy? Năm 2022 đã ra phiên bản hoàn toàn mới, sẽ được nâng cấp những option gì? Chúng ta sẽ được trang bị những gói an toàn tinh tiến gì ở trên chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q rất là đẹp của nhà Toyota này? Em sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trên trong video ngày hôm nay. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, nhớ nhấn like video này và nhớ đăng ký kênh để đón xem những video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Và dành ra cho em Vinh 30 giây để chia sẻ video này lên mạng xã hội như là Facebook, Zalo, trang cá nhân của quý anh chị để được nhiều khách hàng biết tới kênh xe uy tín của em Vinh hơn và là động lực để em Vinh làm ra nhiều video hay hơn và thú vị hơn gửi tới toàn thể quý anh chị nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng em Vinh nói sơ qua một chút về phần giá của chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q màu đen đang đứng kế bên em Vinh. Nhà máy Toyota Việt Nam công bố với mức giá dành cho chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q sẽ có mức giá là 1 tỷ 370 triệu đồng dành cho chiếc xe này, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan luôn nha quý anh chị. Vậy giá lăn bánh của em nó sẽ là bao nhiêu dành cho những khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh? Em sẽ gửi tới toàn thể quý anh chị ngay bây giờ đây. Và những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, lăn bánh chiếc xe này dự kiến giá em nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ 531 triệu đồng là chúng ta thể sở hữu chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q màu đen đang rất là đẹp gần đứng kế bên em Vinh đây. Và Toyota Camry thì của chúng ta thì đến 7 màu sắc ngoại thất để chúng ta thể lựa chọn, cùng với đó là 2 màu nội thất để chúng ta thể lựa chọn là màu kem và màu đen. Hiện tại em Vinh đang quay đó chính là chiếc xe ngoại thất màu đen và nội thất màu kem, một trong những màu được rất nhiều khách hàng ưa chuộng khi lựa chọn mẫu xe Toyota Camry. Và chiếc xe này khách hàng này đã phải đặt chờ đến hơn 2 tháng để có thể sở hữu em nó. Vậy cái mức giá lăn bánh của em nó có thực sự xứng đáng với lại cái thời gian chờ đợi của quý khách hàng hay không? Thì đừng chuyển qua video khác, nhớ đến xem đến cuối video này để biết chi tiết hơn đó nha. Và tiếp theo đây thì em sẽ đi qua một chút về cái phần trả góp dành cho những khách hàng nào đã quan tâm đến chương trình trả góp của mẫu xe Toyota Camry. Thì đối với mẫu xe này, chúng ta có thể vay từ 80 đến 85% đối với khách hàng cá nhân, nhà quý anh chị. Và đặc biệt thì cái lãi suất của chúng ta thì rất là tuyệt vời khi ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho chúng ta cái mức lãi suất chỉ từ 0.6% trên một tháng thôi. Hồ sơ thủ tục thì cực kỳ đơn giản luôn, không nhất thiết chúng ta cần phải chứng minh thu nhập. Và đặc biệt ngân hàng tài chính Toyota của chúng ta hỗ trợ chúng ta với cái chương trình trả góp, đặc biệt là cái ưu điểm của ngân hàng tài chính Toyota là không phải mở thẻ, không phí chuyển khoản, không phí hồ sơ và đặc biệt không ép khách hàng phải mua bảo hiểm. Trong cái thời điểm mà rung ngân hàng đang cạn rất là nhiều như thế này thì ngân hàng tài chính Toyota đang tỏ ra là một trong những ngân hàng mang lại rất là nhiều quyền lợi cho khách hàng khi mua xe Toyota và vay luôn ngân hàng tài chính Toyota. Cùng với đó, đối với hãng xe Toyota có thêm luôn cả gói bảo hiểm Toyota giúp khách hàng được làm bảo hiểm trên toàn quốc trong hệ thống của Toyota Việt Nam một cách dễ dàng và cực kỳ thuận tiện luôn. Quý khách hàng có thể mua bảo hiểm tại đại lý của bên em nhưng có thể làm bảo hiểm ở bất kỳ tỉnh thành nào nơi đó có đại lý của Toyota chính hãng Việt Nam. Đó là một ưu điểm nữa của xe Toyota, mang lại cho rất nhiều khách hàng trải nghiệm khi sử dụng chuỗi giá trị của Toyota. Và hiện tại bên em không ép khách hàng phải mua phụ kiện. Không mua phụ kiện, khách hàng vẫn có thể sở hữu xe là sẽ theo thứ tự khách hàng nào đặt cọc trước có xe trước, khách hàng đặt cọc sau có xe sau. Không có ép khách hàng phải mua phụ kiện nha. Bên em đang có rất nhiều xe có thể giao sớm cho quý anh chị. Đừng ngần ngại gì, liên hệ ngay cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 78 để sở hữu ngay chiếc xe Toyota Camry trong thời gian sớm nhất và với mức giá tốt nhất nha. Và dành cho những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom để coi xe, có thể ghé tại địa chỉ số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh liên hệ gặp trực tiếp em Vinh để nhận được cái báo giá chính xác nhất cùng với đó là thời gian giao xe sớm nhất để quý anh chị sở hữu chiếc xe Camry này nha. Và tiếp theo đây thì không để quý anh chị đợi lâu nữa, cùng em Vinh tiến vào những option hiện đại được trang bị trên chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q này nha. Đầu tiên thì ở phần đầu xe chúng ta có thể thấy được ngay cái cụm đèn chiếu sáng phía trước của chúng ta sử dụng bóng đèn bi LED ở đèn chiếu xa và đèn chiếu gần, cho nên cái cường độ ánh sáng cực kỳ lớn luôn, giúp khách hàng quan sát cách dễ dàng hơn. Phía trong đây thì chúng ta sẽ được trang bị đèn ban ngày dạng xương cá rất là đẹp và thể thao nha. Và đèn xin nhang cũng sẽ được tích hợp luôn ở trong cái cụm đèn này luôn. Xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái thanh mạ bạc rất là đẹp, to bản hình cánh cung ở phía dưới đây, tạo điểm nhấn cho phần mặt lưới tăng nhiệt của bản 2.5Q của chúng ta. Đặc biệt trên phiên bản 2.5Q chúng ta được trang bị tới
8 cảm biến xung quanh xe, bao gồm 4 cảm biến ở phía trước và 4 cảm biến ở phía sau, kết hợp lại mang lại cho chúng ta một cái cảm giác khi điều khiển chiếc xe này cực kỳ an toàn và thuận tiện, đặc biệt trong những cung đường nhỏ hẹp nha quý anh chị. Cái cảm biến này sẽ phát huy rất là tốt, cảnh báo cho quý anh chị trước những cái vật cản ở phía trước và ở phía sau luôn. Cùng với đó là hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang, giúp chúng ta điều khiển chiếc xe cực kỳ dễ dàng trong môi trường đô thị luôn nha. Phía dưới đây thì sẽ là cái đèn sương mù của chúng ta, được trang bị là đèn sương mù dạng LED luôn. Lưới tản nhiệt thiết kế dạng ngang, to bản, hạ thấp trọng tâm xuống phía dưới, làm cho chiếc Camry của chúng ta thêm phần sang trọng và khỏe khoắn hơn rất là nhiều. Phía trước đây thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ cam 360 nguyên zin theo xe luôn nha. Được trang bị từ phiên bản 2.5Q trở lên, chúng ta sẽ có cam 360 theo xe luôn nha. Và cái logo thì được chán gương mạ bạc rất là đẹp luôn. Và trong này sẽ có gói an toàn Toyota Safety Sense, gói an toàn hiện đại nhất của nhà Toyota. Về tổng thể phần đầu xe thì quý anh chị sẽ quan sát được ngay, đây là một chiếc xe nó mang lại chúng ta một cái form dáng hoàn toàn mới, thể thao, lịch lãm và cực kỳ phong cách luôn. Thì chúng ta nhìn ngay đến phần đầu xe. Tiếp theo cùng em Vinh đi ra phần hông xe nha. Và đây là cái phần hông xe của chiếc xe Toyota phiên Camry phiên bản 2.5Q của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy được ngay cái đường kính vành mâm rất là lớn được trang bị trên mẫu xe Toyota Camry đó. Về cách thiết kế của bộ mâm thì sẽ là mâm đa chấu phay xước rất là đẹp nha đó. Và kích thước vành mâm thì lên tới 18 inch, cũng tương đối là khỏe khoắn và mạnh mẽ khi chúng ta nhìn ngay từ phần hông xe. Gương chiếu hậu thì sẽ được đưa thấp xuống phía dưới đây đó, đặt trên cánh cửa. Có đèn báo rẽ dạng LED ở trên gương, có chỉnh điện gập điện tự động luôn, có cảnh báo điểm mù trên gương và cam 360 luôn nha, khá là đầy đủ. Đường chân kiến mạ chrome chạy dọc xung quanh khung cửa, giúp chiếc xe của chúng ta sang trọng hơn khi nhìn ngay từ phần hông xe. Tay nắm cửa mạ chrome tích hợp luôn lúc mở cửa thông minh, giúp chúng ta lên xuống xe một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Và đối với một chiếc xe phân khúc hạng D và có một cái trục cơ sở rất là dài thì có thể nói là Camry mang lại cho chúng ta một cái khoang nội thất rộng rãi, thoải mái, có thể nói là bậc nhất phân khúc luôn. Cùng với đó là cái khối động cơ 2.5 lít và sử dụng hộp số 8 cấp, nhưng Camry vẫn rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Khi sử dụng khối động cơ 2.5 lít đối với đường kết hợp, chúng ta chỉ tiêu tốn hết 7,09 lít xăng trên 100 km thôi. Và đối với đường trong đô thị thì chỉ có 9 lít chính thôi nha quý anh chị. Một mức tiêu thụ rất là đáng lễ dành cho mẫu xe Toyota Camry khi sử dụng hộp số đến 8 cấp nha. Cực kỳ khỏe khoắn và mạnh mẽ luôn. Và chi tiết hơn về cái động cơ này em sẽ nói trong phần động cơ của chiếc xe này ở gần cuối video nha. Tiếp theo hãy cùng em Vinh đi ra phần đuôi xe nha. Và đây là cái phần đuôi xe của chiếc xe Toyota Camry. Thì chúng ta sẽ thấy được ngay cái đèn hậu phía sau này được thiết kế dạng LED rất là đẹp luôn, sử dụng full LED luôn nha. Với cách thiết kế mềm mại và cũng không kém phần sang trọng và lịch lãm dành cho chiếc xe Toyota Camry. Về phía sau như em Vinh có nói được trang bị tới 4 cảm biến, lớp giúp chúng ta điều khiển chiếc xe cực kỳ dễ dàng, kết hợp với cam lùi và cam 360. Chúng ta điều khiển chiếc xe sẽ cực kỳ yên tâm và thao tác lại cực kỳ dễ dàng luôn nha. Có đèn báo phanh dạng LED ở trên cao, xe kính sau, đó. Dập nổi những cái chữ Toyota Camry ở phía sau đây bằng mạ chrome nha. Đó, về cái phần cốp xe thì nó cũng cơ cùng là rộng rãi ở trên chiếc xe Toyota Camry này luôn. Chúng ta sẽ cùng em Vinh xem cái phần cốp xe nha. Và đây là cốp xe của mẫu xe Toyota Camry. Đó, rất là rộng nha, có thể nói là rộng nhất ở trong phân khúc luôn. Đó, bánh sơ cua dự phòng thì sẽ nằm ở phía dưới đây. Đó, bánh sơ cua dự phòng con đội, bộ dụng cụ mở bánh xe sẽ nằm ở phía dưới đây nha. Đó, trong cốp sau này thì có đèn luôn. Đó, ban đêm chúng ta lấy đồ nó sẽ rất là dễ luôn. Và cái cốp xe rộng như này thì chúng ta phục vụ để đi đánh gốt hay là đi gia đình, đi chơi đều sẽ giúp chúng ta thỏa mãn được tất cả nhu cầu. Và đây là phần nội thất của chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q. Thì đây là cái là nội thất màu kem. Đấy, cái nội thất màu kem mà em muốn giới thiệu đến toàn thể quý anh chị nha. Đó, chúng ta còn một sự lựa chọn nội thất nữa là nội thất màu đen nha. Ở phía bên đây thì phần táp bi cũ được làm rất là chi tiết này. Đó. Lên xuống kính bốn cửa một chạm chống kẹt. Đó. Gập kính tự động này, nhớ hai vị trí ghế này, rất là đầy đủ nha. Ghế thì đương nhiên sẽ chỉnh điện 10 hướng rồi. Đó, đây là ghế da theo xe nha. Phía bên đây thì trang bị rất là nhiều nút bấm hoàn toàn bằng điện luôn nha. Đó, hệ thống an toàn đèn pha thông minh AHB, K360, mở cốp điện, mở nắp xăng cũng bằng điện luôn nha. Rất là đầy đủ. Vô lăng của chúng ta cũng sẽ chỉnh điện luôn. Cực kỳ đầy đủ luôn nha. Và tiếp theo đây, hãy cùng em Vinh đi sâu hơn vào phần nội thất của chiếc Camry này nha. Hiện tại thì em Vinh đang có mặt ở trong cái khoang nội thất của chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q. Thì quý anh chị có thể thấy được ngay, tất cả những cái đường nét đều rất là chi tiết ở trên chiếc xe này. Đó. Về cái màn hình phía trước người lái này, quý anh chị em quan sát lại đây để quý anh chị có thể quan sát được này. Đó. Rất là đẹp luôn khi chúng ta được trang bị một màn hình đến tận 7 inch LCD ở phía trong đây.
thể hiện đầy đủ tất cả những thông số gửi tới người lái, những hệ thống an toàn chống gói Toyota Safety Sense. Đó, phía dưới đây thì chúng ta sẽ có luôn đầy đủ hết tất cả mọi thứ như là nhiệt độ trong xe, tốc độ xe, đó, tất cả sẽ báo trên đây luôn nha. Đó, lượng tiêu thụ nhiên liệu còn lại đều sẽ nằm hết ở phía dưới đây. Hệ thống giải trí cũng sẽ được thể hiện trên đây luôn nha. Đó, báo áp suất lốp của chiếc xe này, báo về tình trạng của chiếc xe này, tất cả những hệ thống đang bật hay đang tắt đều sẽ thể hiện trên đây trên cái màn hình đa thông tin này nha. Phía bên thì sẽ là hai cái mặt đồng hồ cơ thể hiện vòng tua và tốc độ xe của chúng ta. Đó, vô lăng thì bọc da mạ bạc ba chấu, tích hợp rất là nhiều nút bấm. Bên này là cái điều khiển hệ thống màn hình đa thông tin. Phía bên đây là hệ thống ga tự động cruise control và gói an toàn Toyota Safety Sense. Lấy chuyển số thể thao trên vô lăng đối với hộp số 8 cấp, nó mang lại chúng ta cảm giác cực kỳ tuyệt vời trên chiếc xe này luôn. Đó. Phía dưới đây thì đèn phía trước và gạt mưa của chúng ta thì sẽ là auto light tự động bật tắt luôn nha. Nút đề start stop. Đó. Màn hình giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay, Android Auto và cùng với đó thì đây chính là cái cam 360 của chúng ta. Đó, hệ thống mô phỏng xung quanh đây nha, rất là tuyệt vời luôn. Và chúng ta có rất là nhiều góc nhìn ở trên đây. Đặc biệt thì chúng ta có thể điều chỉnh luôn cả cái màu xe theo ý thích của chúng ta. Đó, theo cái bảng màu ở phía trong đây. Ngoài ra thì có rất là nhiều thứ khác ở trên đây như là kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth, nghe đài radio rất là đầy đủ nha. Và đây là điều hòa tự động 3 vùng độc lập của chúng ta. Điều hòa tự động 3 vùng độc lập nha. Đó, rất là đầy đủ luôn. Ở đây luôn, hoàn toàn nút bấm, thiết kế cũng rất là đẹp. Đó. Phía dưới đây thì chúng ta được trang bị một giác cắm USB và một tẩu sạc 12V 120W, có sạc không dây luôn nha quý anh chị. Và đây là hộp số 8 cấp của mẫu xe Toyota Camry. Đó. Có 3 chế độ chạy, đó chính là Eco, Normal và Sport để chúng ta có thể thoải mái điều khiển chiếc xe cực kỳ dễ dàng. Phanh tay điện tử và Auto Hold cũng sẽ được trang bị đầy đủ luôn nha. Và đây là chìa khóa của chiếc xe Toyota Camry. Đó, có mở cửa, đóng cửa, mở cốp xe và tìm xe nha. Chìa khóa cũng rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, về phần bệ tì tay này, phía dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp để đồ ở phía dưới đây. Đó, rồi, bệ tì tay cũng khá là lớn nha. Bệ tay khá là lớn luôn. Đó. Và những phần bên này chúng ta sẽ có đèn LED nội thất luôn. Đây, quý anh chị thể quan sát cái đèn nội thất này, khá là đẹp. Cùng với đó là hệ thống loa 11 loa JBL, mang lại chúng ta một cái cảm giác giải trí cực kỳ tuyệt vời cho mẫu xe này luôn. Đó, gương chiếu hậu trong xe, tự động chống chói, cửa sổ trời. Đó, mặc dù không phải cửa sổ trời toàn cảnh, nhưng cái cửa sổ trời này vẫn sẽ mang lại chúng ta những cảm giác rất là tuyệt vời khi chúng ta đi vào những cung đường có môi trường không khí rất là trong lành. Ta đã phải mở này ra để hóng đêm khí thiên nhiên vô trong xe, giúp xe của chúng ta luôn luôn thơm và sạch sẽ nha. Rồi, tiếp theo cô em Vinh đi ra phần phía sau nha. Và đây là cái hàng ghế thứ hai của mẫu xe Toyota Camry. Thì phần tắp bi cửa này của chúng ta này được bọc da mạ bạc rất là đẹp, có rèm cửa ở đây luôn nha. Rèm cửa chúng ta phải sử dụng bằng tay, lên xuống kiến một chạm chống kẹt. Về cái phần nội thất bên trong thì đây là một chiếc xe phân khúc hạng D, có thể nói là rộng nhất phân khúc, nên khi chúng ta ngồi trong đây, người ta thường nói là ngồi Camry là khẳng định khi ngồi hàng ghế thứ hai thì mới là người hưởng thụ nhất ở trên chiếc xe này, thì nói không phải là sai, bởi vì khi chúng ta ngồi ở đây rất là thoải mái luôn nha quý chị, cực kỳ thoải mái luôn. Tư thế ngồi ghế của chúng ta sẽ chỉnh điện hoàn toàn ở phía sau đây, tất cả mọi thao tác ở phía sau này hoàn toàn độc lập luôn. Chúng ta thể ngã ghế, dựng ghế ở phía sau này hoàn toàn độc lập. Nhiệt độ phía sau, hệ thống giải trí chúng ta đều sẽ điều khiển được trên cái màn hình ở phía sau này. Đó, ở ngay cái bệ tì tay này. Đó, và đặc biệt thì cái rèm của chúng ta ở phía sau chúng ta cũng có thể điều chỉnh được luôn. Phía sau đây thì chúng ta sẽ được trang bị một cái rèm điện ở ngay sau lưng đây nha, chỉ cần ấn thôi là nó sẽ tự động đẩy cái rèm lên, mang lại chúng ta một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời luôn. Cửa gió ở phía sau và nhiệt độ ở phía sau hoàn toàn cho chúng ta điều khiển luôn nha. Phía dưới thì sẽ có giắc cắm 2.1 ampere USB để chúng ta sử dụng. Và cái độ thoải mái thì như em Vinh có nói rồi, ngồi hàng ghế thứ hai này là hàng ghế của ông chủ, hàng ghế để chúng ta hưởng thụ, nên khi chúng ta ngồi ở đây nó có một cái sự tuyệt vời cực kỳ luôn. Và ở phía sau này chúng ta có thể hoàn toàn điều khiển cái ghế phụ ở phía trước này bằng nút điều khiển ở đây luôn nha. Đó, đó, chúng ta có thể đẩy tới này để khi mà chúng ta ngồi ở bên kia, khi chúng ta ngồi ở hàng ghế thứ hai này, một ông chủ người ta sẽ ngồi ngay phía sau ghế phụ đằng trước nha. Đó, chứ không ngồi ở bên này của em Vinh đâu. Đó, thì bên kia chúng ta sẽ điều khiển được cái ghế lên, tạo ra chúng ta cái tư thế ngồi thoải mái và có thể sẽ tạo ra chúng ta một cái giấc ngủ tuyệt vời trước khi bắt đầu một cuộc họp hay là một công việc nào đó rất là quan trọng dành cho những khách hàng sử dụng chiếc xe Toyota Camry. Và đây là điều mà khách hàng rất là mong chờ, đó chính là cái khối động cơ của chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q. Và đây chính là khối động cơ của chiếc xe. Xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q của chúng ta sử dụng khối động cơ 2.5 lít hút khí tự nhiên và đặc biệt là 4 xi lanh thẳng hàng.
cho ra công suất lên tới 215 mã lực của chúng ta và mô men xoắn cực đại là 250.000 vòng trên một phút. Đó, một cái khối động cơ rất là tuyệt vời, đã đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 của nhà Toyota. Và hộp số 8 cấp sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời trên khối động cơ 2.5 lít này, thay vì hộp số CVT ở trên phiên bản của năm 2021, mang lại cho chúng ta nhiều cảm giác hơn và thể thao hơn trên chiếc xe này. Cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi kênh xe tính của em Vinh. Những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q này, đừng ngần ngại gì, hãy gọi ngay cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878, liên hệ gặp trực tiếp em Vinh để nhận được cái báo giá xe và chương trình khuyến mãi mới nhất nha. Và đừng quên rằng bên em đang có rất là nhiều xe có thể giao sớm cho quý anh chị, đặc biệt không ép khách hàng phải mua phụ kiện đâu nha. Khách hàng nào đặt sớm sẽ có xe sớm, khách hàng đặt sau sẽ được nhận xe sau, nên hãy tranh thủ gọi ngay cho em Vinh để nhận được cái thời gian giao xe sớm nhất nha. Và dành cho những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom, hãy ghé tại địa chỉ số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ gặp trực tiếp em Vinh tại quầy lễ tân để nhận được cái báo giá và đi xem chính chiếc xe quý anh chị có thể sẽ sở hữu trong tương lai, lựa chọn cái màu ngoại thất và xem chi tiết hơn về chiếc xe này nha. Hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh cho em Vinh để ủng hộ em Vinh và dành cho em Vinh 30 giây chia sẻ video này lên trang cá nhân Facebook hoặc Zalo quý chị để nhiều khách hàng có thể biết tới được mẫu xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q của năm 2022 rất là đẹp đang đứng kế bên em Vinh đây. Cùng với đó, ủng hộ cho em Vinh được nhiều khách hàng quan tâm và chú ý hơn, giúp em Vinh có động lực làm ra nhiều video hay hơn và thú vị hơn gửi tới quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.